Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 5 từ vựng của ngày hôm nay nha. Từ số 1 đó là từ quần dài là pants, pants, pants. Từ số 2 quần thể thao sweat pants, sweat pants, sweat pants. Vớ, quần vớ tights, tights, tights. Quần thụng harem pants, harem pants, harem pants. Váy dập ly là pleated skirt, pleated skirt. Chúc các bạn luyện tập thật tốt 5 từ của ngày hôm nay và nhớ học thuộc nha, nhớ subscribe kênh của mình và nhận video tiếp theo vào ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.